đại diện cho Mạnh Thường Quân đến trao số tiền tổng cộng là 14.320.000 đồng cho ông Hồ Nhâm. Để trao với em là có anh Hồ Văn Sai là hội chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Trọng Hóa, đại diện cho chính quyền địa phương. Đây là số tiền. Đây là ông Nhâm và là con gái. Ông Nhâm là bị mờ mắt. À, nên xin Mạnh Thường Quân tiền để đi mổ. Mổ là để sáng, để hy vọng sáng lại. Đây 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 đây. Rồi. 1 triệu. 1 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11. 12. 13. 14. 320.000. Rồi. 320.000. Rồi à. Để cho giao cho bác Cầm. Cho bà Cầm lên nha. Bác là con gái hay bác gì tên gì? Tên gì? Hồ Thị Keo. Bác Hồ Thị Keo nè. Tổng số tiền là 14.320.000 đồng nha. Bác là nhận đủ số tiền đấy nha. Ờ, ông không chủ đây bác nha. Nhận đủ cho có ông Hồ Văn Sái đi về là cán bộ này xã để tính cho gia đình mình thôi, sợ ông không thấy tiền. Nào nhìn xong tăng tên này ta tỏ chùa này chùa nào nó quay เป็นเจ้าเป็นเนี่ยไปลีลนจะก็มีผู้ลีลนไปกับพ่อเทียนครูบ้านชั้นตวงนะจะเงินคำชำบัดอ่อนชั่วนี่ชั่วหน้าจะทุกคำคุณก่อนเจ้าเอ้ยก็จะไปรังมีต่อตามผมก็นั่นแหละฉะนั้นก็นั่นก็มีผู้ลีลนชั่วนี่ชั่วหน้าเนาะเนอะเนอะอันยังจีกันยะTôi không biết nói gì hơn mà xin chân thành cảm ơn gửi lời tới các anh chị em, các tổ chức đã hỗ trợ giúp đỡ bản thân tôi và chúc tất cả mọi người, những người mà tôi được nhận tiền hôm nay là sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cái gì? Ông muốn nói gì thêm không? Đời đời mãi mãi. À, đời đời mãi mãi. Rồi, cảm ơn ông. Là anh khả năng lần đầu tiên ông mà nhận được số tiền lớn như thế này. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Có cái nào nhận được số tiền nhiều như thế này chưa ông? Mi chứ, bên nào on nó ra và liệu sắp thế này. Bên mi. Chưa, tiền là mừng lắm. Mừng lắm anh chị à, nói chung là... Ông năm nay mấy chục tuổi đấy? Quá mừng. Quá mừng chú ạ. Sinh năm hơn 96 tuổi rồi. Sao thú, quá ra bài cầm cuốn răng mi to tạm rồi. Mi phụ răng bình trả lời tiền nhạc thiện. Tài đang nghe được chứ. Chị nói chứ, chị nói cái chứ. Tú, chào ơi. Đi cho mô cái ai cũng thương các chú răng như các chú thương tôi về bố tôi. Dạ. Mừng là lợi thế này. Mừng, mừng ha.